Thì khi mà mình gặp một cái bài giải toán lời văn, để thầy cho kéo to to thầy ra một chút, bạn có nhìn thấy không? Đấy, nhìn thấy thầy xem chưa, to hơn chưa? Không ai nhìn thấy thầy được to hơn được đúng không? Rồi nào, khi gặp một cái bài giải toán lời văn ấy, thì chúng mình trả lời cho thầy là mình có mấy bước nhỉ? Ba bước đúng không? Ba bước để mình giải một cái bài giải toán lời văn nhá. Bước số 1 là gì? Bước số 1 là gì? Bước số 1 nó là một khu đất hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 85 mét. Đấy, đây là dữ kiện số 1. Rồi, đây là dữ kiện số 1. Tiếp tục, đây là dữ kiện số 2 này. Chiều dài hơn chiều rộng là 18 mét. Đây là dữ kiện số 2. Rồi, câu hỏi là tính diện tích của khu đất đó. Đây là câu hỏi. Vậy khi đọc một cái đề bài giải toán ấy thì nhớ cho thầy này, đừng tập trung vào cái mục tiêu là mình phải giải được bài toán ngay. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình giải được ngay ấy, thì bạn khác và thằng khác nó cũng giải được đúng không? Và như vậy thì không còn gì gọi là điểm 9 điểm 10 nữa. Chắc chắn rồi, mình cũng sẽ bị khó khăn. Thằng cu đấy nó cũng bị khó khăn, bé đây nó bị cũng bị khó khăn. Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta hãy chuyển từ cái mục tiêu giải được ngay thành mục tiêu đó là đọc đề xong phân tích giúp cho thầy gì ạ, xác định được cho thầy cái ranh giới của cái đề bài đó nó gồm có mấy dữ kiện và có mù gồm có mấy câu hỏi. Được chưa? Việc này có dễ không? Quá dễ luôn đúng không? Ví dụ như bài toán này nó có một dữ kiện đúng không và có mấy câu hỏi, hai câu hỏi. Vậy nếu một cái bài toán có một à có hai dữ kiện và có một câu hỏi này này thì lúc đấy bắt đầu chúng ta mới đến cái bước số 2, đó là bước vẽ sơ đồ. Diện tích đó là gì? Đó là chữ S. Diện tích được ký hiệu là S, đơn vị là mét vuông. Vậy đây là cái chúng ta cần phải tìm. Đúng không? Đây là cái chúng ta cần phải tìm cái này. Rồi, và để tìm được cái này thì chúng ta sẽ có hai dữ kiện. Dữ kiện một, một khu đất hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng, tức là dài cộng với rộng, trung bình cộng thì nó phải chia cho hai thì sẽ bằng 85 mét. Đấy, đây người ta gọi là tóm tắt đúng không? Thầy nhắc lại, đọc lại này. Một khu đất hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Chiều dài thì ký hiệu là chữ R, còn chiều rộng thì ký hiệu là chữ R đó đúng không? Dài đấy, rộng đấy, và tổng cộng lại chia hai thì nó ra trung bình cộng gì? Dữ kiện số 2 là chiều dài trừ chiều rộng thì bằng 18 mét. Nghĩa là chiều dài hơn chiều rộng 18 mét đúng không? À, vậy ngay lập tức từ dữ kiện số 1 mình suy được ra ngay. Dài cộng rộng thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 85 nhân nhân 2 bằng bao nhiêu? 170 mét. Đúng chưa? Đấy, thế thì dài cộng rộng bằng 170 mét. Rồi, dài trừ rộng bằng 18 mét. À, vậy thì ngay lập tức đến đây, chúng ta thấy rằng nếu thầy nhìn một cách tổng quát ở dữ kiện số 1 và dữ kiện số 2, thì chúng ta thấy có điều gì đặc biệt ạ? À, nó chính là cái gì? Nó chính là gì? Bài toán biết tổng và biết. Biết hiệu. Vậy chiều dài có phải đóng vai trò là số lớn không? Đúng hơn gì nữa. Đây này, cái số 1,2 tức là mình ký hiệu là kết hợp dữ kiện 1 và dữ kiện 2. Thì chiều dài của thầy bằng 170 cộng với 18 nhân với mấy? Nhân với 2. Đúng chưa? Nhân hay chia nhỉ? Chia. Thế cũng gật gù của những thật chứ. Tổng cộng hiệu chia 2 thì ra số lớn. Đúng không? Rồi. 170 cộng với 18 chia 2 thì bằng 94. Đấy là chiều dài. Còn chiều rộng là mình lấy bao nhiêu ạ? 170 trừ đi 94 thì bằng bao nhiêu?
170 mà trừ đi 94 bằng là 76. Đấy, mét. Biết chiều dài, chiều rộng rồi thì mình có tính được diện tích không? Có chứ. Diện tích thì bằng lấy 94 nhân 76. Thế xong rồi, đúng không? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Chúng mình viết đơn vị nào. Bao nhiêu, bao nhiêu? À, thế đấy, có bạn chắc đúng rồi đấy. 7.144 mét vuông. Rồi, ok. Xong chưa? Xong. Vậy bài này dễ không? Rất là dễ. Nhìn đến khi vẽ sơ đồ cái là chuyển hóa toàn bộ từ dữ kiện đề bài ra thành phép tính đúng không? Nào bây giờ thì cho 2 phút để mình trình bày lời giải. Đấy, trình bày đi. 2 phút trình bày lời giải. Nhớ là ở trên sơ đồ phân tích của thầy có bao nhiêu phép tính thì trong lời giải có bấy nhiêu phép tính và có bấy nhiêu câu trả lời đúng không? Ở đây có mấy phép tính? 1, 2, 3, 4. Vậy thì trong lời giải cũng phải có 4 phép tính tương ứng với 4 câu trả lời. Tính cái gì thì mình trả lời cái đấy đúng không? Đấy, vậy thì nhớ là những cái bạn mà nói rằng là mình hiểu và không làm được trình bày đấy là nó xạo đúng không? Ngụy biện thôi. Nha. Thực tế hiểu thì mình phải trình bày chứ. Đúng chưa? Rồi. Nào bây giờ chúng mình so sánh đối chiếu với thầy hướng dẫn nhá. Xem là đã đúng hết chưa? Nào. Đầu tiên thì test tính số 1 của thầy đó là mình phải tính cái gì? À, tính tính tổng chiều dài và chiều rộng đúng không? Đấy, đây này. Dài cộng rộng này. Tổng chiều dài và chiều rộng khu đất là đấy, mình lấy 85 nhân 2 thì bằng 170 mét. Rồi. Sau đó mình tính được chiều gì ạ? Chiều dài mảnh đất là đấy. Lấy tổng chiều dài đóng vai trò là số lớn cộng với hiệu chia 2 thì bằng bao nhiêu? 94 mét. Đấy, đây này, cái phép tính này. Đúng chưa? Đấy. Phép tính đầu tiên là phép tính của dữ kiện số 1. Phép tính số 2 là phép tính của kết hợp hai dữ kiện là dài cộng rộng đúng không? Sau khi tìm được chiều dài rồi thì mình sẽ tìm được chiều rộng mảnh đất là lấy 170 trừ đi 94 thì bằng 76 mét. Đấy. Ngon lành chưa? Thế thôi. Đó, tiếp theo đó là tính diện tích mảnh đất là đó. Mình lấy 76 nhân với 94 thì kết quả bằng
7.144 mét vuông. Rồi. Và đương nhiên không thể thiếu được đó là đáp số 7.144 mét vuông. Ngon lành chưa? Đâu, chúng mình giơ bài lên thấy xem nào. À chưa chưa, rồi. Thầy cho thêm 30 giây nữa để mình điều chỉnh. Nhá, 30 giây nữa để mình điều chỉnh. Sửa xong thì mình giơ bài lên. Đấy. Điều chỉnh với thầy xem nào. Rồi bây giờ nào chúng mình giơ bài lên. Xong chưa? Ui ơi, sao thầy thấy có thanh niên đẹp trai mà chữ nó ngoáy xấu thế kia. Trời ơi. Đấy. Thầy phát hiện ra một cái bí mật này. Đó là chữ viết nó sẽ tỷ lệ thuận với độ đẹp trai và xinh gái. Đấy, các bạn viết xấu đi nhá. Mấy hôm nữa là sẽ biết đòn ngay. Xấu luôn, đúng không? Nhớ là về nhà chụp ảnh lại nhá, chụp ảnh lại để thầy cô chấm chấm điểm phiếu bài và điểm vở viết đấy. Rồi chúng mình đã hiểu bài này chưa, hiểu hết đúng không? Để sáng nhé. Ok, đến thử thách số 2. Đấy, số 2 nào, đặt chân xác định dữ kiện đi. Dữ kiện số 1. Cho N là một số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau mà số đó chia hết cho 3, cho 5 và 9, tìm AB. Rồi. Thế thì nó cũng vẫn có hai dữ kiện, đây là dữ kiện số 1, dữ kiện số 2 và đây là câu hỏi. Bài nó hơi lạ một tí đấy. Cho quan sát cái cách thức mà mình phân tích và trình bày nhá. Nào. Ở đây người ta bảo tìm AB đúng không? Vậy chúng mình viết vào ô câu hỏi là A bằng chấm hỏi và B bằng chấm hỏi, tức là tìm AB. Và AB của chúng ta là các chữ số. Đấy, AB là các chữ số. Đúng chưa? Rồi. Dữ kiện số 1 này. 5 chữ số này khác nhau, tức là A khác 3, khác 7, khác 8 và khác B. Thế thôi. Và nhớ AB nó phải là từ từ 1 đến 10 nhé. À từ 0 đến 9, thầy xin lỗi, bởi vì nó là cái chữ số mà. Đúng không? Số dữ kiện số 2 này. Số A 3 7 8 B. Cái gạch ngang ở trên đầu này là ký hiệu là đây là số chưa biết. Đó thì nó có cái gạch ngang ở trên đầu này. Thế thôi. Nó chia hết cho 5. À nó chia cho 5. Và A 3 7 8 B nó cũng sẽ chia cho 9. Đấy, cái dấu này là ký hiệu chia hết này. Rồi. Thế thì một số bạn đã tìm hiểu cái phần nâng cao đúng không? Đây đây đương nhiên là câu hỏi nâng cao đấy. Đây là câu hỏi điểm 10. Là câu hỏi nâng cao. Bài hôm nay chỉ có mỗi một câu này là câu nâng cao thôi. Còn lát nữa là lại dễ không, không? Chia cho 5. Rồi, chú ý nhá. Chú ý quan sát cái chỗ này. Đây là câu nâng cao đấy. Thế thì nếu nó chia cho 5 thì chúng ta khai thác cái dữ kiện số 2 trước. Đó là suy ra B nó phải bằng 0 hoặc là bằng 5. Đó. Đúng không? Còn chia cho 3, tức là A cộng 3 cộng 7 cộng 8 cộng B
nó phải chia cho 9. Rồi, hay là cái chỗ này nó chính là bao nhiêu? 18 cộng với A cộng với B nó phải chia cho 9. Đó. Vậy thì đến đây chúng ta có hai trường hợp đúng không? Trường hợp 1 là B bằng 0, trường hợp 2 là B bằng 5. Mình thay nó vào thôi. Nhờ. Rồi. Thế mình trình bày như nào? Mình trình bày luôn. Đó là để cái số này đấy, nó chia hết cho 5 thì B bằng 0, tức là hàng đơn vị của nó bằng 0 hoặc bằng 5 thì nó mới chia cho 5, đúng không? Đấy, nếu B bằng 0 ta có số A 3 7 8 0. Đấy. Chưa vào đi nhá, chưa vào, chưa vào, chưa vào. Số này nó sẽ chia hết cho 9. Khi chúng ta có A cộng 3 cộng 7 cộng 8 cộng 0. Đúng không? Cộng 0 nó sẽ chia cho 9. Rồi. Sử dụng luôn cái dấu chia hết nhá. Đây cái dấu chia hết đây. Tại vì tìm những cái dấu chia hết nó ở chỗ nào đây. Đây. Đấy, nó sẽ chia cho 9. Tức là 18 cộng với mấy đây? 18 cộng A nó sẽ chia cho 9. Đấy. Mà 18 mà cộng với A ấy, nó chia cho 9 ấy. Thì chúng mình đặt câu hỏi xem là 18 cộng mấy nó sẽ chia cho 9. 18 cộng mấy nhỉ? 18 cộng với 9 đúng không? Vì bản thân 18 đã chia cho 9 rồi, A lại khác không? Đúng không? Cho nên suy ra A sẽ bằng 9. Vì 18 cộng 9 bằng 27. 27 nó sẽ chia cho 9 đúng không? Rồi, thế thôi. Ta được số, đó là số gì? 9 3 7 8 không. Đấy, số này chia cho cả 5 và cho cả 9 luôn. Đúng chưa? Đấy là trường hợp số 1. Đây là trường hợp với B bằng 0. Trường hợp số 2. Nếu B của thầy bằng 5. Đấy đó, nó có hai trường hợp thôi. Bởi vì số mà chia cho 5 ấy thì nó sẽ có hàng đơn vị là 0 hoặc 5. Đấy, câu nâng cao cho nên chúng mình chữa nó vào. Nếu mà chẳng may trong cái bài kiểm tra cuối kỳ của chúng ta mà nó gặp cái câu mà chia hết mà nó là dạng khoai khoai chuối chuối này thì chúng mình còn biết cái cách để mình tư duy, hoặc là đã đâu đó đã được gặp rồi đúng không? Rồi thì chỗ này ta được số là a 3 7 8 5, tức là cứ chỗ nào có b bằng 5 mình thay, có chỗ nào có b mình thay bằng 5. Đấy, đây giữ nguyên lại a 3 7 8 b thì thầy thay là a 3 7 8 5, nó chia cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng phải chia cho 9. Lúc này là 10 23. 23 cộng A chia cho 9. Vậy A bằng 4. Bởi vì 23 cộng 4 bằng 27. 27 chia cho 9. Và mình sẽ được số đó là 4, 3, 7, 8, 5. Thế thôi. Xong rồi đây. Đúng không? Xong luôn rồi. Vậy ta có mấy số nhỉ? Vậy ta có hai giá trị đúng không? Vậy số cần tìm là gì? Là 437 437 43785. Đấy. Và số 937. Nếu 43785 thì A bằng mấy? A bằng 4. B bằng mấy? A bằng 4 và B bằng 5. Đúng không? Còn số 93780 thì mở ngoặc ra A bằng mấy ạ? A bằng 9. Còn B bằng 0. Rồi. Rồi, chúng mình chữa vào đi.
Chứ bà giúp thầy. Bài này cũng hay đấy, đúng không? Bài này những bạn nào là học sinh giỏi thì cần phải rất là chú ý chữa vào, bởi vì là đây là những cái nội dung mà